Cửa hàng máy Thuận Phát hân hạnh giới thiệu các bạn cách sử dụng máy Yuki HZL9900. Rồi, khi về nhà thì rút điện này ra ha. Nhà rút điện trong máy nè. Dây rút nè, rút ra. Thì ghim vào cục biến điện nè. Đó, ghim vào ha. Đầu cục biến điện 110 nè. Ghim vô. Thì ở bên đây nó có hai công tắc, một nút nguồn và nút đèn. Giờ mở nguồn và mở đèn lên luôn ha. Đó là hai nút. Giờ hướng dẫn cách đánh suốt và xỏ chỉ ha. Rồi đầu tiên thì về nhà rút cái cọc này ra nè, cọc mà để chặn chỉ nè, rồi chồng ông chỉ vào đây, đó chồng chỉ vào ha. Rồi đó thì mình cầm chỉ nè, rồi mình sẽ đánh suốt đó nghe. Giờ hướng dẫn cách đánh suốt trước đó. Thì đó thì hai tay mình kéo vào một cái rãnh nè, nó để hai đầu tay mình hai tay kéo vô nghe kêu nha, đó cảm giác nghe kêu tách cái, rồi bắt cái vô đồng tiền rồi nè. Đó, mình sẽ dòng ngược lại. Đó, đưa vô kha đồng tiền nè, chỗ mỏ rảnh nè. Đó, dòng ngược lại. Tìm đặt con suốt vào vị trí là cục chỉ nè, cục đánh suốt nè, thấy không? Đó, cục đánh suốt màu trắng nè, inox nè, chồng suốt chỉ vào. Đó, thì quấn vô là cái chiều thuận kim đồng hồ. Đó, quấn vô là chiều thuận nè. Đó, quấn vào 5-10 vòng cho chắc suốt cái chỉ với nhau ha. Cậu mới ngắn gọn lại, để qua phải. Đó, nhớ lưu ý nha, khi mình mai thì đẩy ngược lại, thì đánh suốt thì đẩy qua phải nha. Rồi bấm nút mà màu xanh nè, đây là màu xanh. Đó, bấm vô là nút này là chạy và tắt nữa ha. Bấm vô là sẽ chạy cho mình, là cuốn chỉ á. Đó, cách sử dụng của mình là hướng dẫn cách đánh suốt trước đó ha. Thì tốc độ là nhanh chậm là con rùa con thỏ nè. Tốc độ nhanh chậm là con rùa con thỏ. Thì kéo xuống là chậm, kéo lên là nhanh ha. Đó, ví dụ là nó đầy suốt đây ha, rồi mình tắt. Đó, cũng là tắt nút này luôn. Bấm vô là tắt, rồi đẩy ngược ra. Đó, rồi mình sẽ rút ra. Thì bước chỉ ngắn gọn lại ha. Rồi mình á, thì quấn vô như thế nào đó, thì mình lấy chỉ ra như thế đó. Đó, mình sẽ quấn ra, lấy ra như thế đó. Rồi trước khi xỏ chỉ á, thì mình phải nâng dương dịch lên. Nè, dở dương dịch lên. Trước khi xỏ chỉ á, dở dịch lên. Đó, đây là tay nâng dở dương dịch nữa ha. Và bắt theo chiều mũi tên nó chỉ mình nè. Đó, một cái rãnh nè, và nó có con lươn ở dưới nè, mũi tên nó chỉ mình thẳng nè, tới đây là mũi tên nó chỉ mình vẹo, thì quẹo vô, dòng xuống ha, rồi tới đây mũi tên nó chỉ mình quẹo lên thì cứ quẹo lên, tới đây rồi mình dòng xuống, đó và tới đây thì cho vào cái kẹp sắt nè, đưa thẳng vô, và cái này mình đưa thẳng vào phía sau, cái mình sẽ lôi ra phía trước là tự động nó vô vào một cái gâu chỗ trụ kim, nhớ ha. Rồi trước khi chỗ kim tự động thì mình quay kim cao lên hết. Là đầu quay lăng nằm đây, nằm bên tay phải nè, đó đây là đầu quay lăng, nó quay cao lên hết nè. Nhớ ha, trước khi chỗ kim phải động thì quay kim cao lên hết ha. Tay trái nè, kéo thằng nhựa lên xuống nè, kéo xuống, và tay phải mình cầm chỉ nè, cho ngắn lại mà ngéo vô cái mỏ quậm quậm nè ha, xuống nè, đó. Thì đưa chỉ vô vậy, mình đừng, tay phải mình cầm chỉ ha, cho ngắn lại, đừng cho dài ra ha, nếu dài ra là mình đưa vô nó không vô đâu. Và tay trái mình cứ đè thẳng xuống cái nữa. Thì cái mỏ vấu này nó tự động vấu vào kim. Đây, tự động vấu vào kim nè. Thì mình đưa chỉ ở ngoài kim và ở dưới kim ha, mà cọ nè, cọ vô kim luôn nè. Rồi mình kéo ngược lên. Nhớ là ở ngoài kim, dưới kim kéo ngược lên. Là kéo ngược ra người mình nó dướng lại nè. Đó, cái kéo dướng lại là đúng nha. Giờ hai tay đều buông hết. Đó, sẽ lấy chỉ qua cho mình. Rồi như này thì bật cái nắp cốp lên, bật lên, cốp xuống ha. Rồi cái tay mình nè, khều cái nắp đẩy suốt lại nè, khều ra. Thì em đây nó có thuyền suốt á, thì cái tay mình nếm móc ra. Nè, ở đây có một cái khe nè, đó mình móc nó ra. Đó, thì mình chút xuống, ví dụ như hồi nãy á, mình đánh xuống đây đầy nè. Giờ mình đem đây lại, ha, đánh đầy á, rồi đem đây lại. Cái chiều nào cũng không cần biết, không cần thiết ha. Thì mình đưa vô một cái rãnh đứt ngang nè. Nhớ nè, đây có rãnh đứt ngang, đừng đưa vào rãnh lớn này nha. Thì đưa vào rãnh đứt ngang nè, ở đây có một rãnh đứt ngang. Thì mình kéo từ từ vô một cái lỗ nhỏ chỗ này, là nó có lỗ nhỏ nè, đó thì cho chỉ vào đó thôi, nên nhớ ha. Thì một cái rãnh đưa ra nè, thì úp vào một cái khe chỗ cái ổ đây, ổ này có cái khe nè. Đó, lưu ý nhớ ha, đặt nó song song với nhau đè vô. Đó, nghe kêu là đúng đó, là nó vô cái ngàm đó. Nếu mà đẩy vô nghe kêu á là nó chưa vô cái khớp nha, nên ngày mai là nó bị tuột cái thuyền ra lại đó.
giờ tay trái cầm phía trên nè, tay phải cầm độ lăng, quay cho người mình một vòng đó, một vòng luôn, quay xuống rồi quay cho nó kiếm lên luôn đó, thì tự động mình lôi chỉ trên lên là chỉ dưới lên theo ha. Đó, giờ mình lôi ra hết thì cầm hai con chỉ này nhét dưới khe điện dịch nè, kéo ra sau đó để ốp nắp lại hoặc là làm mai ha. Rồi đúc giải vào. Bây giờ mai đường thẳng á thì nó sẽ biểu hiện đường mai thẳng cho mình nè, thì mình thích những cái mẫu nào cứ đè vô thôi đó, cứ đè vô nó hiện trong hình nhỏ nè, nhớ ha. Thì giờ đường mai thẳng thì bấm vô là hiện thức là hiện mai thẳng trước, rồi mình bấm nút chạy và tắt ngay chỗ Google con thỏ nè, bấm vô màu xanh là bấm vô là nó sẽ chạy. Nhớ tốc độ nhanh chậm này là Google con thỏ nha, nếu kéo xuống là chậm, kéo lên là nhanh, nên nhớ ha. Còn lại mối là nút ở trên thì mình đè vô luôn, mình giữ luôn thì nó sẽ lùi về, khi kết thúc cái đầu giải mình nó chắc nó không có bung ha. Còn cắt chỉ thì mình đè xuống luôn đó, đè xuống luôn là tự động cắt chỉ, rồi mình dở dịch lên đó để mình lấy giải ra đó. Khi mình mai thì cái đường chỉ nó hơi khích đó, cái đường chỉ hơi khích nè, mình muốn cho đường chỉ nó bung dài ra nữa, thưa ra đó, nói chung là thưa ra. Thì đây nó hiện mình là 2.0 nè, thấy không, đây trong màn hình nhỏ nè, đó hiện 2.0, mình muốn thưa ra thì bấm hai nút vị trí, hai nút đầu bìa nè đó, hai nút ở trên song song với nó luôn nè, thì bấm lên là nó vị trí nhảy số lớn nè, là mũi chỉ nó dài ra cho mình đó. Giờ mình bấm thử coi đường chỉ thưa dài đó cho mình, thấy không đó, đường chỉ nó dài ra, bằng cách của nó đường chỉ thưa dày á đó, bên đây là kích, bên đây là thưa, nên nhớ ha. À, nếu mình may mà cái đường chỉ dưới này nó bị tình trạng là nó gối chỉ hoặc là nó bị trùng chỉ nùi nùi ở dưới luôn, mà giải dưới á nó bị gối chỉ hay là bị căng chỉ đó, thì hai nút vị trí bên tay phải nè đó, hai nút vị trí bên tay phải, hai nút này là để điều, nếu mà chỉ dưới nó lỏng thì mình siết nè lên trên nè, không nắp màu đen chạy lên trên nè, là để nó rút chỉ dưới lên cho đẹp, thì mình siết hàng giải dày á nó đẹp rồi thì mình sang qua giải mỏng á, mình may nó bị tình trạng là nhíu giải hoặc là nó bị căng chỉ đó, thì mình xả được nhiều vị trí một hai nắp ở dưới, nên nhớ hai nút này là điều chỉnh chỉ độ căng độ lỏng của chỉ đó ha. Rồi mình vô vào vị trí là thiêu đi ha, thiêu thì nó có nằm vị trí là từ 00 cho đến là 97 đó, là theo những con số là ha, bốn nút này là lớn của hàng chục nè đó, bên đây là lớn hàng đơn vị đó, bên đây là nhỏ hàng chục, bên đây là nhỏ hàng đơn vị, nên nhớ ha. Bây giờ mình siêu vị trí là con gấu thì nó là hiện 00 cho mình, là đầu cây nhất là 00. Đó, bây giờ mình sẽ đi một cái con gấu nhỏ nè. Đó, con gấu hình thức đó là nó nhỏ. Mình muốn bung cho con gấu nó to ra. Đó, bung cho con gấu to ra là vị trí của nó là cái nút đầu bìa này. Đây, màu vàng nút thì nó có nút đầu bìa. Đó, mình bấm. Đó, nó hiện trong màn hình nhỏ trên nè. Đó, bấm là nó hiện to nhỏ nè. Và đút cái nó là nhỏ nữa. Nhớ ha. Thì đây to là gấu to ra nữa cho mình. Nó bung lớn ra cho mình đó. Con gấu nhỏ và con gấu to là do mình bung hình ra. Ví dụ như mình mai mà cái đầu con gấu này nó sẽ bị chinh một bên, hay là nó bị khoảng cách của nó là nó nghiêng á, cái đầu á nó nghiêng qua hay là nghiêng bên phải hay nghiêng bên trái gì đó, thì mình bật cái nút này, bật cái nắp bật cốp xuống
thì ngay chỗ này nó sẽ có một cái nút để mình điều chỉnh nó, là đầu là nút này là để chỉnh là cầu đi sai đó. Ví dụ con gấu nó chinh cái đầu ngang bên thì mình kéo ngược về vị trí là vô người mình, nếu mà bung bên trái thì kéo ngược về vị trí qua bên bên hông máy nha. Lúc này nè, để mình điều chỉnh nó là cầu đi sai của gấu đó, là nhớ ha. Đó, giờ mình theo cái hình thức là cái bông này đi, ví dụ như là 76 mình bấm vào đây là bây giờ cái con gấu này đi ha, mình muốn theo cho nhiều con thì cái nút bằng vị trí là đầu bìa nè, ở dưới hàng dưới đầu bìa thì mình bấm đó, nó ra nè ha. Nếu ví dụ mình bấm chục con á thì nó ra chục con cho mình, là đây là 10 con đó, theo ra 10 con cho mình. Thì mình muốn xóa bỏ nó đi thì bấm nút màu vàng rồi mình xóa nó đi, nên nhớ ha. Đó là xóa nó đi là trở về vị trí là một con. Thì ví dụ như mình muốn cho nó chạy luôn tuần nguyên con luôn, hàng dọc luôn, thì bấm vào nút kế bên nút vàng đó, 1 2 3 4, nút thứ tư là bấm vô là nó hiện nút màu đen nè, là nó sẽ chạy hoài cho mình luôn, nó không ngưng. Lần nào mình muốn tắt thì mình tự tắt thôi. Thì cái nút ở ngoài này thì mình bấm là vị trí là con gấu nó chạy lên con, xuống con, lên con, xuống con ha. Mình bấm cái nữa thì nó chạy xuống con, lên con và giữa con, nên nhớ ha. Nè, đó, lên con, xuống con, lên ba con, xuống ba con, nên nhớ ha. Nút đầu bìa này. Đó, bây giờ xuống dưới bông này đây là 76, thì bấm vào dưới này là 76. Đó, 7, đây là 16, đó là cái bông. Bây giờ mình thêu một cái bông đó, một cái bông, để cho hình thức trước là nó thêu một cái bông nó ngưng, mình nhớ ha. Đó, thấy không? Thì nó thêu một cái bông là nó ngưng đó. Bây giờ muốn chạy cho nó chạy hoài luôn thì bấm vào vị trí là nút 1 2 3 4 thứ tư, bấm lên là nó hiện nè, rồi nó sẽ chạy hoài cho mình đó, một cái bông nó chạy hoài hoài luôn. Chừng nào á mình kết thúc á thì mình tự tắt thôi. Thì mình bấm vào nút này á là cái vị trí của nó là nó thiêu hoài cho mình, là nó không nhảy khoảng cách ra. Nếu mà mình bấm cái vị trí nút đầu tiên này á, là mình chọn một cái bông, hai cái bông, ba cái bông á, thì nó ngắt ra cái bông đó cho mình, là nó thì nó không đẹp bằng lại cái bông mà dính liền cái gì. Đó, giờ thì nó chạy luôn rồi đó, nó không ngừng nữa. Đó, giờ là kết thúc đồ giải nè, rồi mình tắt. Đó. Mình lưu ý nhớ ha, để mình hướng dẫn lại là bộ phận là 4 nút này, 4 nút đầu bìa. 4 nút đầu bìa là lớn của hàng chục, lớn hàng đơn vị, và nhỏ hàng chục, nhỏ hàng đơn vị. Nên nhớ điều đó ha. Đó, thì mình muốn thiêu gấu lớn gấu nhỏ, bung lớn bung nhỏ là 2 nút đầu bìa. Đó, lớn nhỏ nè, và nhỏ xíu luôn, nên nhớ ha. Thì ở dưới này mình muốn chọn con gấu bao nhiêu con thì nó thì mình bấm bao nhiêu con thì nó thêm mai nó nhảy khoảng cách ra cho mình, còn thì mình xóa bỏ đi. Thì mình muốn mai hàng luôn tuồn luôn thì bấm vào vị trí nút cái nút vàng là 1 2 3 4, cái nào đó là nó chạy là hoài cho mình. Còn bên đây là vị trí của nó là thưa dày của đường chỉ mai đó, 2 nút bên tay phải nè và 2 nút nằm vị trí nè, song song với 2.0 nè, thì bấm lên vì số lớn là nó sẽ khoảng cách thưa đường chỉ cho mình. Còn bấm về vị trí ở dưới là đường chỉ nó khít lại. Còn bên đây là để mình điều chỉnh chỉ cái độ căng và độ lỏng của chỉ đó. Và ở trên là căng, xuống dưới là lỏng, nên nhớ ha. Đó, mặc định của nó là nằm ở giữa là cái tiếng Nhật, nên nhớ ha. Còn mình cách thay dàn dịch để mình làm phi ha. Nút đen ngoài sau nè. Đó, nút đen ngoài sau. Thấy không? Mình đè vô là gớt ra. Đó, chỉ đè vô thôi là để nó nhiệm vụ nó để lấy ra thôi ha. Giờ cái sắt ngang, đây cái sắt màu trắng nè, cái sắt ngang nè, thì nó sẽ nằm vị trí ngay chỗ rãnh, đây rãnh phía cái này đây, đó, cái sắt ngang đó, cái sắt màu trắng đó, nằm vị trí song song với rãnh phía đó, rồi mình đặt nó song song vào, đó mình hạ chân dịch xuống, đây cái năng dịch nè, hạ xuống, đó để ngay góp với nhau hạ xuống, đó là dính, mình nhớ ha, rồi đúc giải vô.
Thì phi thì mình lựa chọn ở trên đây, nó có phi nhỏ, nó phi to, phi bắp phượng. Đó, bấm vào là phi này là phi phi thường mình. Đó, phi đồ phi du. Ở đây nó hiện là 0.5 là thưa dày nè. Giờ mình đi cái phi thưa cho xem đi ha. Đó, thì trước khi mình đặt dịch vào á thì bấm vô cái hình phi rồi. Thì ở trên đây có một cái sắt nè. Đó, cái sắt này để hình phi này, thấy không? Đó, ở trên là kéo lên có xuống nè. Đó, cái sắt này nè, nó nhớ ở trên nó nằm vị trí cố định của nó nằm chỗ này. Thì mình muốn làm phi thì kéo xuống, nên nhớ ha. Nó kéo xuống rồi thì mình dẫn dịch lên thì cho nó để cho nó về vị trí bình thường hết, rồi mình hạ xuống lại. Thì mình đặt nút áo vào đây nè. Cái nút áo của mình á, ở đây có một hai cái gờ là thấy không? Hai cái gờ. Thì mình đặt nút áo vào. Ví dụ là cái tay mình nút áo đi ha, đặt vào nè, đẩy vô. Nó đụng vào đầu ngón tay mình á là cái nút áo đó là ngắn, nút áo nhỏ đó là cái phi ngắn. Rồi bấm cho nó chạy. Đó, thấy không? Thì cái phi mà nó hơi thua, nó hơi xấu đó. Mình muốn cho cái phi cái bìa bản nó khít lại nữa. Đó. Thì mình chỉnh nút nè, thưa dày nè. Ở đây hai nút này thưa dày nè, thấy không? 0.7 nè, mình bấm về vị trí xuống dưới. Đó, về số nhỏ lại. Đó là cái phi nó khít lại cho mình, nó đẹp hơn. Cái này nó chạy luôn tuần nha. Nào mà nó hết cái phi rồi, kết thúc cái phi là nó ngừng lên đó. Đó, mình tự cắt chỉ nè, lấy ra. Đó, một cái phi khích cho mình. Đó, rất là đẹp.